cô hóa dấu là rất là nhiệt tình, dẫn xe bên người ta. Ủa em quay, em thấy quay ở đây nè, dẫn xe là để tới là cô hóa dấu thật tội. Dục cho điện thoại bà bây giờ á, cô hóa dấu tội anh cứ đụng vô. Ủa em quay cảnh chùa bà chùa đồ nè, ai cấm em? Mình thấy nó tội, nó dắt xe đồ đi, mình thấy nó tội mình mua giùm nó. Nó kia bán đây. Dạ cho nhận tiền đi. Giờ anh nói ba cái nhang đó bao nhiêu? Tự nhiên thế, nhà ra đó anh trả tiền. Anh nói ba cái nhang đó bao nhiêu em trả tiền? 150 đó. Ba cái nhang nào 150 anh chị em coi. Ba cái nhang đây nè. Anh cứ chị ba cái nhang nào 150 anh chị em đi. Anh cứ chị ba cái nhang nào 150 em trả tiền cho anh. Bây giờ bà trả tiền, trả tiền cho ta đi. Em trả. Em trả nhưng mà ở trong bộ này anh chị ba cái nhang nào 150 em trả tiền cho anh. Em đâu, em đâu nói anh trả. Anh cứ nói là ba cái nhang nào 150 em trả tiền cho anh. Vì em đâu biết ba cái nhang nào 150 đâu. À qua qua chỗ mát đúng không? Bà trả tiền ông thôi. Trả chứ sao không trả đi qua. Em trả tiền nhưng mà anh cứ nói là ba cái nhang nào 150 anh cứ chỉ cho em. Anh cứ chỉ ba cái nhang nào 150. Dắt xe rồi đi cho cô thật sự luôn là thấy tội. Anh nào? Cái anh áo đen đâu? Nói ba cái nhang nào 150. Tới chị cho em ba cái nhang nào 150 em trả. Em trả tiền, em nói em trả tiền nhưng mà anh cứ chị ba cái trăm nang nào 150 em trả tiền cho anh. Qua qua ra đứng cái mát đi. Anh chị cho em ba cái nhang nào 150. Anh cứ chỉ, anh cứ chỉ. Ủa em đang live stream đó. Ủa em live hơi bị nhiều đó. Anh biết em làm gì chị Đắk Lắk không? Anh cứ chỉ đây. Em cứ chỉ cho chị ba cái nhang này lộn nhảy em mày. Mày quay không? Ủa tao thích tao quay. Chùa tao thích tao quay. Ai tao quay? Tao sao mày trả? Thì có chị đây. Ai trả đây? Từ từ. Nhang nào 150 ba cây. Nhang này cho nhang nào? Đâu chị đây. Nhang này 150 ba cây. Chị hoài vậy? Tại vì mình thấy nó tội, nó dắt mình đi gửi xe, mình thấy tội mình mua chết đầy người bán. Thật sự luôn, mình cũng có lương tâm. Rồi trả tiền đi. Đi chùa mà sao mà mình gặp những... Sao rồi?